nhập vô cho em đó, thằng ngốc á. Có nghĩa là mới té xuống mà đã nhập vô. Dạ, tối này nhập đó. Thường đó ha, đúng 3 giờ giái đi. Tôi giái cho con tôi nổi lên đi, rồi cho ông cắt xuống cũng được. Ờ, có rồi hả? Dạ. Có không? Có chưa không? Nghe thông tin kỹ rồi đó cô, coi. Cô cứ nghe điện thoại kỹ đi. Từ coi, từ, có xẻo rồi, có xẻo này không? Không, dạ dạ, nghe từ coi. Ở đâu vậy, chứ nào vậy? Dạ gặp anh rồi với cô chú chị. Dạ dạ cho con nằm khỏe rồi. Dạ dạ con. Rồi con. Thôi giờ bà con cứ bình tĩnh đi, kệ đi vô nhà đi. Dạ Quỳnh Trung cùng với lại anh Hồng Ca, cháu Mr. Nhật với lại anh Hoàng Linh miền Tây hiện tại đang có mặt tại Gạch Sỏi với cô chú anh chị. Thì vừa rồi anh em nhận được một cái thông tin của bà con có báo về tất cả các kênh YouTube đó là có một cái trường hợp là anh Ngư Phủ với cô chú anh chị hiện tại thì đang mất tích và 2 ngày 2 đêm rồi. Thì dạ gia đình cũng chưa tìm được cô chú. Dạ hiện tại thì đã mất tích 2 ngày 2 đêm rồi. 2 ngày 2 đêm. Dạ gia đình cũng đang lập bàn để cầu nguyện để tìm được. Dạ xác của em đó. Thì nghe thông tin là hình như là em nó 34 tuổi. Dạ, một thanh niên 34 tuổi hiện nay làm cái nghề nghiệp đó là đi biển. Thì người ta kêu là anh Ngư Phủ với cô chú anh chị. Thì vừa rồi mấy anh em cũng có làm rất là nhiều cái chương trình. Ví dụ như là anh Việt nè. Rồi ba cái anh mà lên đên trên biển đó. Thì ba anh đó là đã có phép màu xảy ra. Và không biết là anh thanh niên này thì cái phép màu nó có xảy ra như hai cái trường hợp kia hay không. Và đến đây thì anh em giật mình đó là thấy là người nhà đã lập sẵn một cái bàn thờ để mà cúng kiến như thế này rồi quý cô chú anh chị. Như đây là lập sẵn một cái bàn hương án. Dạ. Mình không biết cái vụ này là cái vụ anh Ngư Phủ thứ ba, không biết. Dạ. Cái kỳ tích có xảy ra nữa hay không. Dạ. Thì mình chỉ biết cầu nguyện thôi, cũng như. Dạ. Gia đình cũng đang cầu nguyện cô chú anh chị. Mà nghe nói một cái câu chuyện đó là anh về anh nhập người này nhập người kia, thật sự nó cũng hơi ghê gớm quý cô chú anh chị. Và câu chuyện như thế nào thì để anh em mình sẽ tìm hiểu hàng xóm. Và cái video này mấy anh em cũng rất là mong sẽ được chia sẻ lan tỏa đến những cô chú anh chị, rồi chia sẻ những anh nào mà hiện tại đang đi ghe. Tại vì hiện tại mấy anh Ngư Phủ mà đi ghe đều có điện thoại hết rồi. Nếu mà có nắm bắt thông tin này được, mà có nhận dạng được giống như là người nhà miêu tả, thì báo với lại gia đình giúp cho gia đình sớm tìm được anh về. Dạ, thì bây giờ mời quý cô chú anh chị mình. Thì cũng hy vọng là sẽ có một cái phép màu nào đó để ra. Dạ. Gia đình sớm tìm được người. Dạ. Nghe nói là cũng có một cái hiện tượng mà nhập về thì chắc. Dạ. Dạ. Đúng như vậy thì cũng khó à. Dạ. Con chào cô ạ. À. Dạ. Mình là hàng xóm của anh, cái anh đi biển này đang mất tích hay là sao cô? Đang đi ghe, đang vô. Dạ. Đang vô, trên đường vô là dắt 12 giờ. Dạ. Rồi gớt dưới mé biển, rồi nghe tin đó thì người ta điện về là nói bớt rồi. Dạ. Ảnh à. Tên gì? Ảnh nhà là ảnh tên gì cô? Tên Bảo. Dạ. Dạ. Tên Bảo. Dạ. Ảnh đi ghe được mấy năm rồi cô? Không. Trời ơi, nó như là cái bệnh, cái hoạn nó như là bị lấy tỷ ba lần đó. Ai muốn rủ nó đi đâu rồi nó hứng nó đi à. Dạ là ảnh cũng không được có sức khỏe trong người. Dạ. Không được khôn, nó không được bình tĩnh. Dạ. Ai rủ đi đâu là đi à. Ứng. Dạ. Là đi à, đứng như đương làm chỗ này thì nó phóng đi chỗ khác vậy đó. Dạ. Nó đi đâu một năm mấy trời về thì nó nổ ngay đi, tưởng đâu nữa rồi. Năm mấy về nó về cũng bình thường như đi thì đó, bị cáp á, ghe cáp á, tét cái tay rồi nè. Dạ. Rồi người ta đưa vô ghe. Rồi chuyến này cái đi chặng này nữa nè, mà đi nay là gần 4 tháng rồi nè. Dạ. Đi 4 tháng chưa vô nhà. Ờ, vừa tới Hòn Tre gì đó là té. Đó là té. Mình có nghe miêu tả là té là sao? Nói lên trên cái gì nó cầm cái gì mà phơi khô cái gì đó, rồi giờ gió dông đó, rồi nó chợt giò dăng xuống. Nó còn. Dạ. Kêu nữa mà ta quầy đầu ghe lại thì rớt nó không kịp. Dạ. Mấy hôm nay mưa bão cũng nhiều. Bữa 12 dắt phía. Dạ, phía là bên chủ ghe báo về đó cô ha. Cô chủ ghe báo về. Dạ. Rồi con cảm ơn cô rất là nhiều, để con qua con trò chuyện với lại mẹ ruột của anh để xem coi cái câu chuyện như thế nào cô ha. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn cô. Dạ. 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 Thì Quỳnh Trung mời quý cô chú anh chị mình qua để mà trò chuyện với lại mẹ ruột. Dạ con cảm ơn cô, con nhờ xíu. Dạ đây thì nhờ mình ngồi ở đây nhà có sao. Dạ.
Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì đây là mẹ ruột của anh Ngư Phủ, hiện tại thì mất tích 2 ngày 2 đêm. Dạ con chào cô. Dạ con thì cũng nghe cái thông tin bà con báo về lại mấy anh em con, thì đến đây thì tụi con cũng mong là phép màu sẽ xảy ra đi, chứ tại hiện tại thì mình cũng chưa biết được cái thông tin chính xác như thế nào. Cơ quan chức năng là người ta cũng đang hỗ trợ tìm kiếm mà sao cô? Dạ, giờ đang quằn kiếm đâu về Hồng Sơn với Hồng Tre ở ngoài, dạ. Mọi người nó chết với Hồng Tre. Dạ. Đó, rồi bây giờ tàu mướn ấy với nãy mình người ta ở đây xóm nè, chồng họ đó. Ở xóm đó, người ta thấy tội nghiệp, dạ. Với nó phờ đó, người thấy gì người ta cho ngự hết thôi, bây giờ nóng ruột quá à. Dạ. Bây giờ người ta không cần gì chứ, miễn có cái xác con của gì lên được rồi. Đó. Dạ. Người nãy người ta cho ít, mình mướn chiếc vỏ đi ra ngoài. Dạ. Dạ. Đi, đi biển vậy là lúc đó gia đình mình có biết không con? Dạ hồi mấy tiếng trước đó, nó đi á, thì nó mấy chú nghe nó không được bình tĩnh. Dạ. Rồi nó đi xuống nó bị lính dịch vụ á, đi mấy năm bị lừa nữa, bị lừa, cò lừa đúng không? Đi mấy năm mà không có đồng bạc, mà con tôi bị cái cọng dây cá mấy chú. Dạ. Bút kia nè, rồi cái bà kia bà mới thấy tội nghiệp, đem nó đem giấu. Dạ. Đem giấu nặng đưa cho nó về, nói là mày học được vô nhà tao. Ừ. Đó, rồi bà ở đâu ở dưới sông Đốc gì không biết nha. Rồi bà. Dạ. Đưa con gì về tới nhà, nó cho tiền, nó đưa tới nhà luôn. Ừ. Là từ đó tới sau nó nọng ngay nhà ổng con đi, mà nó cũng đi đi à. Nó không có ai mà sống nó được hết trơn á. Đó, rồi bữa ổng nó đi, nó làm như nó trốn lại. Thầy cô ơi, mẹ có gì thì nói nọng ngay đi. Bà nó có vợ sao, dì cũng có chồng. Yeah. Đó, dì có ba đứa con. Yeah. Nó là thứ ba đó, thằng Út em đó đó, với thằng anh hai nó đã đi theo rồi. Yeah. Rồi cũng như là không có vợ, dì cũng có chồng, nó nào nghiêng người, con nó ở thì ở ghé nhà ngoại nó làm sao người đó, mà nhà bị lớn đó. Vậy là trong cái căn nhà đó hiện tại thì ở bao nhiêu nhân khẩu cô? Cái đó là dì nó nè, dì. Yeah. Năm nó, rồi mợ nó. Ừ. Là với con của mợ nó đâu ra cũng năm sáu người đó, là cái nguyên vậy đó. Dạ, cái nhà nhỏ vậy thôi. À, mình không có nhà riêng ở trên kia. Dạ. Vì nó nào ngay lúc trước vì muốn nhà trọ 20 mấy năm rồi đó, bây giờ ở trên trển em chồng quá là bữa hổm gì cũng đi nuôi bệnh người ta thu. Dạ. Người ta vô được là 20 triệu, em chồng nó mới thấy gì nó mới thôi, chị hai ơi bây giờ chị muốn nhà trọ hoài, em cho chị ở nhờ cái đất, chị cắt. Dạ. Chị ở chừng nào chị đi chị trả, em trả tiền lại cho chị. Đó là em lấy cái đất lợi đó, rồi con chị nó nọng ngay, nó linh tinh, nó ở nhà ngoại, nó muốn làm chị, nó nọng ngay chợ. Ông này thì không có vợ, mấy vợ không có con, mà chị thì ba đứa con, mà người ta. Dạ. Chẳng quyết định là con mình chỉ lên chơi chứ đăng có cho ở. Dạ. Nên nó nọng ngay đó, đó cái đó tôi nói thiệt đó. Dạ. Rồi con tôi ở nhà ngoại nè, với gì nó đồ đó, rồi đi ghe nó nọng ngay, nó hổm đi xuống ghe, chị có cũng có đưa con chị xuống đi có tiền mua này mua kia đó. Dạ. Còn dành giữ cho nó thôi, sáng giờ thì là nói này nói kia nó đừng nào ngay xài cũng hết tiền rồi. Dạ. Cái đó là gì nói thiệt đó, còn con gì đi ra là 4 tháng đó là ứng được cái nào 20 triệu mua phí mua đồ này kia đó, gì còn giữ, nhưng mà nó vô rồi này kia mấy bữa nay chạy tìm kiếm con bán rồi đồ ăn đồ này kia, mình tại vì con cháu thì đông. Dạ. Có đám thì mình thấy ấy đó, đó cái đó là gì nó thiệt đó. Dạ. À, nói chung là quay lại cái câu chuyện mà anh đang hiện tại mất tích chưa tìm kiếm được nè, thì trước đó khi mà anh đi thì anh có liên hệ gọi về nhà gì không cô? Tại vì cái hồi trước cái điện thoại của nó đó, trên TikTok á thì. Dạ. Nó cũng như có qua lại với gì mà, nhưng mà sau này cái điện thoại nó mua cái thẻ khác đó. Dạ. Rồi không có được liên hệ mà. Dạ. Nó nào ngay cái ngày mà nó té nó chết á là nó điện chỉ cho anh hai đó với mấy người ở đây không à. Dạ. Thành như nó chối lại đó, là nó điện 7:30 người 7:30 anh hai nó 7:20 là. Dạ. Có bao nhiêu là 9:00 nó chết, nó rớt dưới biển đó. Ừ, là trước khi xảy ra cái vụ việc đó là có điện về nhà. Dạ, dạ có điện. À. Về cho mấy cậu nó đó với. Dạ, người. Dạ. Và anh hai nó. Dạ. Đó là 9:30 là chủ ghe đó là điện cho chị đó, là nói con chị rớt dưới biển rồi. Dạ. Bây giờ ghe đẳng ngoài đang quằn kiếm đó. Dạ. Cầm ghe của nó đi rồi bên biên phòng nó chưa cho vô. Dạ. Đó bây giờ còn giữ ngoại đó. Dạ. Bây giờ hồi sáng rồi gia đình tôi qua bển nói nọ ngay mình cái gì cũng được trơn, cái chuyện con mình có sớm không có muốn chứ không có muốn thấy gì hết trơn. Dạ. Rồi vui gì vớt lên cái xác được rồi, cái gì không thấy gì trơn. Nhưng mà khi cho con hỏi là như khi chủ ghe điện đó là số điện thoại nào ạ?
số điện thoại là của ông chồng. Không, yeah. Không. Cái lúc mà em nó rớt xuống biển á là cái số nào gọi cho mình? Cái đó là tài công điện cho chủ ghe à. Là sáng á là nghe vừa nghe đó ha, là điện đi cho chồng luôn, rồi nói chuyện trực tiếp hai chồng chủ ghe luôn. Là bữa đó là mưa ầm ầm luôn nha, là bữa ngày bữa là nó rớt luôn đó, là bữa 12 đó, là mưa ầm ầm luôn, rồi nói nào ngay đi, rồi cái gì chứ ông chồng gì á, hồi đợi cái thằng cháu của bà mới nói gì nè, nói thôi, bây giờ đó, mưa mấy này kia nữa, bây giờ phải cũng liên quan kiếm nó nữa, thôi bây giờ anh với chị về đi, là chưa khé, khe của bà vô mấy cặp lận, lên cá đó, rồi xong rồi điện cho dì vô, đó, cho số điện thoại đó. Là rồi xong bà về là điện vô là nói chuyện với chợ chồng bà. Là bà hứa bữa nay là bà mướn thêm chiếc vỏ là vợ chồng gia đình của dì nè, ai nóng ruột á thì đi ra ngoài là ra ngay chỗ biên phòng nói chuyện là sáng rồi là nói chuyện rồi đó chứ. Dạ thì nói chung là bây giờ là bên phía gia đình mình thì cũng đang nỗ lực tìm kiếm, nỗ lực để mà tìm kiếm thôi. Dạ. Rồi thuê ghe, thuê vỏ để mà mình chạy mình đi kiếm. Dạ có dạ. Nãy có xin chủ ghe giờ như khổ quá đi. Dạ. Bây giờ chủ ghe thơ ít đi đặng mướn chiếc ghe rồi sớm về nhầm vòng nè, rồi cho những ít mướn chiếc ghe, nãy tôi không biết nhiêu, tại vì tôi là mẹ nó chối lại, nó nói là mẹ đi ra ngoài là con quá cho mẹ gặp. Tại sao lại như vậy? Chối là chối hay sao cô? Không phải, tại vì có cái người em nó lên nhập vô cho nó đó. Ủa là ảnh về ảnh nhập xác luôn? Nhập liền luôn, là ngày nó ấy luôn là ảnh nhập, là nó nói chỗ đó sao đó, bây giờ ghe bao giờ đi ra ngoài vậy đó, đi tìm nó nói gì. Rồi. Nhập vô cho em đó, thằng ngốc á. Có nghĩa là mới té xuống mà đã nhập vô. Là tối này nhập đó, rồi dạ. Mới nãy nhập nè, nói giờ mấy chú không tin bây giờ thôi, miễn mà có thương đó ha, đúng 3 giờ giấy đi. Giá cho con cứ nổi lên đi, rồi chôn cắt số cũng được nữa. Mấy chú ở đây đi, giờ ra đang ấy ngoài, em nó nhập nãy giờ, nó chỉ cái đường vậy đó chú, nó té đó đó. Bây giờ ấy. Nghe dạ, cô nghe đi cô, coi chừng có thông tin rồi, cô cứ ngồi cô nghe đi cô. Cái gì? Có rồi hả? Dạ. Có không? Có chứ không? Nghe chỗ Hà Bá. Mấy chú ở đây đi chú. Dạ, mấy chú ở đây coi đi chị. Dạ có anh. Dạ bây giờ gặp. Nghe thông tin kỹ rồi đi cô. Coi cô cứ nghe điện thoại kỹ đi. Từ coi từ từ cô xỉu rồi. Cô xỉu rồi này. Dạ dạ nghe từ từ coi. Ở đâu vậy chú? Dạ gặp anh với cô chú chị. Dạ dạ coi cho cô nằm khỏe này. Dạ 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 cô hơi dạ. Cô có ai đây giật gió gì cho cô? Dạ dạ cô ơi lấy dầu xích cho con. Dạ cô ơi cô ơi dạ cô ơi dạ anh quay cho người nhà xem á. Có cái gói gì không chị ơi? Dạ cô ơi. Thôi giờ bà con cứ bình tĩnh đi, kìa đi vô nhà đi. Dạ. Cứ bình tĩnh đi. Dạ 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 coi. Dạ. Cứ bình tĩnh đi cô. Dạ. Cứ bình tĩnh đi cô. Kêu ông coi vô đi cô. Dạ để đi cô. Bây giờ chắc bây giờ thì mình cũng có game với cô chú chị đợi đi, mình đợi để từ từ coi sao, mình từ từ đi anh. Dạ từ từ coi sao, có gì thì mình hỗ trợ tiếp gia đình chứ bây giờ. Dạ. Gia đình gói quá cũng mình cũng không có. Dạ. Giúp đỡ được cái gì thì chút. Dạ. Xíu nữa đợi coi thì để chở coi em nó về để mình hình tìm cách coi như thế nào mình ấy. Dạ dạ không cái này chắc từ mấy giờ lại giữ lại hòn tre á. Dạ phải không chị? Đâu đang hử. Mấy cầu Hà Bá chưa kiếm gặp được. Chưa. Chưa mà. Cái gì? Sao nãy nghe là sao cũng kiếm gặp được. Dạ. Đâu chưa, nghe lên coi sao. Chưa gặp. Ông mới tới cầu Hà Bá chưa gặp được. Chưa gặp. Chưa coi. Chưa có gặp cô chính trị là đâu cái thông tin mà cổ nghe chưa. Dạ. Có chính xác chưa nghe chính xác chắc cổ cũng do nóng ruột với cô chú anh chị cho nên. Dạ. Khi mà bây giờ mà nghe cũng mình chưa gặp mà anh điện vậy thông báo gì trời hỏi chú kỹ là coi sao chưa có gặp.
nãy giờ đang ở đâu? Cậu Hà Bá hả? Nghe nói là cậu Hà Bá chứ là chưa gặp. Bây giờ kêu ai giữ cái điện thoại đi đi để cô, bây giờ cái tâm lý cô không tốt á. Rồi cái giờ cũng đang đi tìm. Dạ. Đang đây tìm. Bây giờ vẫn đang tìm. Vậy là tới ngoài Hòn Sơn ngoài rồi. Hòn Tre hả vậy? Đang ở đâu vậy Dương Chính? Hòn Tre, Hòn Tre. Cũng may là hôm nay là trời im á cô ha, chứ mà gặp nhau trước mà. Là sống lắm rồi sao chạy rồi đó được. Tới Hòn Tre Dương Chính. Chưa tới, chưa gặp cô chú anh chị. Chưa có tìm gặp. Thôi cô bớt rồi, tại vì nhiều khi cổ cũng đang nóng ruột á rồi. Rồi sao tự nhiên ông bội mấy tay chốt tay sáng vậy cha? Chưa. Chú làm bà con ở đây cũng con muốn xỉu nghe theo luôn á. Chưa gặp. Đang chở gì? Đang chở nổi không? Có thể nói 3 giờ nổi. Đang chờ có nổi lên mà chắc cổ nghe đang chở hay sao đó mà cổ. Dạ. Giống như là bây giờ không phải, với lại là đang cái cảm xúc của cô cũng đang rất là muốn gặp con đó. Dạ. Dạ. Ờ anh đó ha. Ông nội ơi, nãy giờ dạ. Là ông cha điện tưởng đâu có. Dạ. Không phải là ông không ơi. Qua cái trời không phải vậy đúng không? Trước giờ là đi ghe không anh ha. Trước giờ là anh đi ghe. Dạ. Cậu á kêu tên họ nó đi đi chứ. Thủ là thủ rồi là thủ rồi quả nữa. Dạ. Dạ. Với là thủ quả nữa. 3 giờ hả? Vậy là giờ này là cũng quay đợi 2 giờ mấy rồi. Dạ, đợi chút xíu nữa rồi sao mình có thông tin gì thì dạ. Chia sẻ tiếp cho bà con thôi chứ bây giờ. Dạ thì bây giờ chắc là anh em sẽ dừng cái video tại đây đi, rồi có cái thông tin gì thêm thì anh sẽ chia sẻ rồi hỗ trợ giúp gia đình. Chứ bây giờ thật sự là cũng hơi gối á, tụi con cũng không biết sao nữa. Để coi coi có thông tin như thế nào tụi con sẽ tính tới cái phương án tụi con hỗ trợ cho. Dạ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị nữa. Dạ. Cái này YouTube nào ở đậu không ba?